và Phương Lan rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mỗi tối thứ 6 thì chúng ta lại được gặp những cặp bố con rất đáng yêu, rất dễ thương. Họ đến với chương trình là bởi vì muốn ghi lại những cái kỷ niệm đáng yêu với con của mình, đúng không anh? Đúng rồi, có những ông bố rất là dễ thương. Anh cũng là một ông bố rất là dễ thương Lan ha. Dạ. Anh cũng rất ước mơ là có một ngày nào đó anh được tham gia với các bố, nhưng mà ngồi các bố nói anh thấy cũng hay. Mà Lan biết không, hôm nay các mẹ cũng có quà luôn Lan ơi. Các mẹ cũng có quà. Các mẹ cũng có quà, khi về các mẹ cũng có quà từ chương trình nữa. Vậy là chương trình của mình mỗi lúc càng có cái sự đầu tư nhiều hơn, và qua đó lại là có thêm nhiều cái món quà. Thứ nhất là không phải là chỉ dành cho bé đúng không ạ, mà cũng là dành một cái món quà dành cho một cái người phụ nữ, một cái người nội trợ ở nhà. Ở nhà chị nấu nướng và mở TV HTV9 lên. Dạ, tối thứ sáu coi. Xong rồi bố và bé tới đây tham gia chơi trò chơi, xong rồi lại đem quà về cho mẹ thì mẹ, ôi mẹ ơi, tặng mẹ nè. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Rất thú quá. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều gia đình đã đăng ký để tham gia chương trình Bố Là Tất Cả. Nhưng mà không phải để có quà đâu nha. Mà thật sự chủ yếu là hiểu con mình hơn. Tại vì đôi khi công việc bộn bề ở ngoài thì các bố sẽ không có nhiều thời gian ở nhà để mà có thể là chăm sóc cho bé. Hầu như đa phần các ông bố đến đây đều là bé ở nhà là mẹ chăm. Đúng. Đó là một cái lý do cũng đã thúc đẩy cho các bố đến đây để mà có thể cùng trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc với đứa con của mình. Và bây giờ Hồng Phúc và Phương Lan không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật chính của Bố Là Tất Cả ngày hôm nay. Xin được chào đón bố Anh Tuyền và bé Trâm Anh. Xin mời. Xin mời. Chào bố Tuyền, chào bé Trâm Anh. Trời, xinh quá cô Lan ơi. Đúng rồi, hôm nay cô Lan thấy là Trâm Anh có một cái váy rất là dễ thương. Ngày hôm nay con đến tham gia với lại bố của mình, con thấy có vui không nè? Dạ có. Và cái váy này là ai mua cho con? Dạ bố con mua. Bố con mua. Ôi dạ, là ở nhà là hầu như tất cả quần áo của bé đều là do bố mua hết hả? Có lúc bố mua, có lúc mẹ mua. Vậy hả? Vậy thì bây giờ đầu tiên thì bố Tuyền hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Xin chào chương trình, xin chào hai bạn MC rất là dễ thương. Anh tên là Nguyễn Võ Anh Tuyền, là bố của bé Trâm Anh. Hôm nay rất vui đến chương trình. Hiện tại thì mình đang làm công việc gì vậy? Anh đang làm về xây dựng. Làm về xây dựng. Mình có thể cụ thể được không ạ? Cụ thể xây dựng là xây các công trình hay là xây những cái nhà, xây nhà hay là cư sao? Dân riêng ạ. Đúng rồi em, tức là xây dựng nó có nhiều lĩnh vực mà anh bên thi công. Thi công. Suốt ngày ở ngoài đường không ở nhà rồi. Dạ đúng rồi, chắc chắn là đó là lý do mà ngày hôm nay là đến với chương trình đúng không ạ? Vâng ạ. Trâm Anh ơi, con có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết về mình đi nè. Dạ con xin chào các cô chú, các anh chị đã coi chương trình này. Con tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh, con học lớp 3 trường giáo học Phụ Đổng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trâm Anh ơi, cho cô Lan hỏi là hôm nay đến tham gia chương trình đó mình có run không? Dạ không. Nè, Lan nắm tay bố chặt luôn nè. Tại vì cô Lan hỏi là con có đang đói bụng không? Dạ có. Hèn chi, nãy vô thấy mặt bé buồn lắm, không có nở nụ cười. Đó mà cứ vô là chưa được ăn, đang đói bụng. Con yên tâm đi, một tí nữa là bố của con sẽ vào bếp để mà nấu ăn cho con luôn. Phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gia đình thứ hai, đó chính là bố Đức Đại và bé Đức Đạt. Xin mời. Xin mời. Wow. Thôi cứ vậy mới vô là xoay một vòng liền hả? Bây giờ thì em mời bố, mời bố Đức Đại hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào khán giả. Hôm nay rất vui được đến tham gia chương trình Bố Là Tất Cả. Được chung vui cùng gia đình của anh và MC. Dạ vâng ạ. Anh rất là vui trong người, anh vui vẻ thì anh cười tươi. Bố cũng rất là hào hứng. Cho em hỏi là hiện tại là bố Đại mình, hiện tại mình đang làm công việc gì ạ? Mình làm bên kinh doanh cho sắt thép á. Wow, một bên là xây dựng, một bên kinh doanh sắt thép. Là hôm nay là coi như có duyên hợp với nhau đấy. Hôm nay biết đâu là gặp được đối tác tốt. Đối tác tốt. Có những hợp đồng làm anh lại là đây là có hẳn một thương vụ luôn. Rồi bây giờ Đức Đạt ơi, con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha con. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Xin chào các khán giả, con tên là Đào Đức Đạt. Hiện nay con đang 10 tuổi và con đang học lớp 5
trường tiểu học Bình Hưng Hòa 1. Và ngày hôm nay mình tới với chương trình thì cảm xúc của con như thế nào? Con cảm thấy rất là vui và con đã chuẩn bị rất là nhiều cho ngày hôm nay. Có một số lần con cũng không có ngủ được, con thức trắng để con tưởng tượng là cái trường quay nó như thế nào. Em cảm nhận qua cái câu nói của bé là một người có nhiều tư duy và cái sự sáng tạo. Nghiên cứu cô Lan, trước khi tới đâu phải nghiên cứu kỹ ở đó là như thế nào. Dạ đúng rồi, vì là tới với chương trình thì mình cũng phải có cái sự chuẩn bị làm sao để cho chương trình là vui nhất, ấn tượng nhất. Và mình phải chứ cho mọi người là mình nhớ tới mình đó. Đó cũng là một cái điều rất là hay. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ không để cho quý vị khán giả phải chờ lâu nữa, bây giờ Phương Lan xin mời hai gia đình cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Quý vị, bố Tuyền, bố Đại, bé Trâm Anh và bé Đạt đã sẵn sàng cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và ở vòng này thì em xin phép sẽ được hỏi cuộc sống gia đình của các bố một tí ạ. Đầu tiên em xin được hỏi bố Tuyền ạ. Dạ, ở nhà thì em không biết là bố và mẹ thì ai sẽ là người dành nhiều thời gian cho bé Trâm Anh hơn ạ? Mẹ của Trâm Anh dành thời gian nhiều hơn. Dạ. Tại vì anh đi công trình liên tục nhà. Nhưng mà cái khoảng thời gian nào ở trong ngày á thì là anh sẽ dành cho bé ạ? Thường là buổi tối. Buổi tối. Có bao giờ mà bố phải đi công tác ở đâu mà trong một cái khoảng thời gian lâu không? Có những lúc mà công trình mà ở bắt đầu làm đúng không ạ? Dạ. Là khoảng bao lâu ạ? Anh đi nhiều khi cả tháng anh mới về. Cả tháng mới về. Vậy thì những lúc như vậy thì bố sẽ cảm thấy như nào nếu mà bố xa bé? Dĩ nhiên là rất là nhớ rồi. Mình có hay gọi điện thoại giống như là gọi điện thoại để mà FaceTime rồi thấy màn có hàng ngày. Dạ hàng ngày. Trâm Anh ơi, con có biết nhiều về công việc của bố không nè? Con không biết hả? Nhưng mà có bao giờ bố đi lâu như vậy đó thì con thắc mắc và con hỏi mẹ không? Dạ có. Những lúc mà con hỏi mẹ như vậy á thì là mẹ sẽ trả lời như thế nào? Dạ con sẽ hỏi mẹ. Hỏi mẹ, mình hỏi thì sao? Sao bố lâu về mẹ vậy? Ơi bố đi lâu thế. Nhiều quá vậy. Nhiều không nhớ hả? Rồi ví dụ như mà hả bố đi công tác như vậy thì hầu như cái việc đưa đón con đi học là mẹ đưa đón đúng không? Dạ. Tại vì nhiều khi bố đi công tác một tháng như vậy đó, mình có buồn không? Dạ không, tại con cũng quen rồi. Tại cũng quen rồi hả? Có nghĩa là con hiểu cho công việc của bố đúng không? Dạ. Vậy thì thường cái thời gian mà bố rảnh đó thì bố sẽ làm gì cho con? Dạ chơi với con. Rồi có dẫn con đi đâu chơi không? Dạ có. Có mua quà cho con không? Dạ có. Là bố có cái sự vụ đó. Vậy thì anh cái thời gian rảnh đó ngoài cái việc dẫn bé đi chơi rồi ăn uống tất cả mọi thứ thì anh sẽ thường làm gì cho bé nữa? Dạy nó học với lại thích vẽ lắm. Anh thì anh biết vẽ. Vậy có nghĩa là trong cái môn học của bé thì về môn vẽ là bố là người lo. Còn hầu như ở nhà là mẹ sẽ là người lo hết cho bé. Đúng rồi. Tại vì cái tuổi thơ của bé qua rất là nhanh. Đó cho nên là đôi khi á cái phần tuổi thơ của bé nè, nếu có đầy đủ bố và mẹ có thể chia sẻ và chỉ dạy cho bé, có thể là cho bé đi chơi nhiều nơi thì nó sẽ giúp cho bé sẽ phát triển nhiều hơn. Bố có nghĩ như vậy không ạ? Đúng rồi. Dạ. Nói chung là anh cũng muốn cho con mình nó có một cái ức về tuổi thơ rất là đẹp. Dạ. Thì khi anh sau này lớn lên nó sẽ Trâm Anh là nhìn cái nét rất là giống anh Tuyền và người ta thường hay nói là con gái giống cha là giàu bao họ đó, có nghĩa là đó là một cái tài sản rất là quý giá của anh, nhưng mà em lại thấy giống như nãy Lan chia sẻ là anh dành ít thời gian cho bé quá. Dạ, cho nên khi bé tới đây là bé nắm tay bố liền, coi như là đi đâu là không sợ là bố đi rất mất, rất là quý, chặt luôn, nắm chặt tay bố, rất quý thời gian bên bố. Rồi bên đây là bố Đại với lại bé Đạt. Em thấy là bé Đạt nãy giờ là rất là tự tin, tuy là nói chuyện với em một tí xíu chào đầu nhưng mà bé rất là tự tin và kiểu như rất là bản lĩnh đó. Dạ đúng rồi. Thì anh ơi, bé đã tham gia những cái chương trình nhiều ở ngoài chưa ạ? Cũng tham gia một cái chương trình gọi vốn xem như khởi nghiệp ấy. Khởi nghiệp. Nhưng mà anh có sợ không ạ? Tại vì những bé mà nổi tiếng từ bé thì các bé sẽ dễ bị sa đà và sẽ lơ là chuyện học. Khi mình sinh con mà chuẩn bị cái kiến thức để dạy con á, thì mình phải chuẩn bị những cái gọi là kiến thức cho mình và kiến thức cho con. Khi nó trưởng thành theo cái sự phát triển của nó, mình phải biết được làm sao để cho con mình nó không bị rơi vào cái thế đó. Dạ đúng, chính xác rồi. Giỏi quá. Thì bố có bảo con là khi mà mình nổi tiếng đó không phải là mình
lơ là cái chuyện học. Nếu như mình đã giỏi rồi, mình đã tham gia nhiều mà mình giỏi nữa, mà mình nghe lời bố và mình đối xử mọi người ôn hòa nữa thì con quá là tuyệt vời. Cho nên đó là cái điều mà bố Đại đang gửi gắm cho ở cho con á. Cho nên là Đạt là rất là xuất sắc cô Lan ơi. Em thì em thấy cách mấy Đạt nói chuyện là cũng khá là rất là tự tin. Đại loại là khi một người mình chúng ta có bản lĩnh, chúng ta trả lời nó sẽ rất là trơn tru và dạ đúng lạc. Rồi. Theo như từ nãy giờ con chia sẻ, đi đâu con cũng luôn luôn có một người ở bên cạnh. Và cô Lan thấy là con chỉ tay qua bố của mình. Vậy là có nghĩa ở nhà bố sẽ dành nhiều thời gian cho con đúng không? Đúng rồi cô. Bố có hay nghiêm khắc với con hay không? Dạ thì bố con là một người rất nghiêm khắc. Bố con thì luôn dạy cho con những cái điều mà nó mới mẻ, cũng như là nói về những cái thiếu sót của con. Hay quá. Con cũng đã có một lần bị mất thái độ cái hồi con lớp 3. Con cũng nhận được điều đó luôn. Con đã từng nhận được điều đó, con mất con thái độ lúc luôn. Lúc đó con con làm cái gì lúc đó con làm cái gì? Con chơi game á. Thì con dành nhiều thời gian cho nó quá. Cái xong ba con mới cọc lên. Rồi con ba con nổi giận đi, mình dùng từ nổi giận đi. Nhưng mà con lại không nhận ra điều đó, con vẫn ngoan cố con cãi ba. Rồi. Tại sao ở một cái bé nhỏ như vậy là có cái sự nhận thức nó sớm như vậy, trong khi là thực ra tuổi thơ của các bé luôn luôn phải có những cái sự trải nghiệm. Bố có thể chia sẻ cho em được không ạ? Bởi vì thế này, bố mẹ hay để ý đến vấn cái phần thái độ học, thái độ sống. Dạ. Chứ không phải là về việc học thì hầu như ở nhà việc học toàn là đặt tự học không. Không, bố mẹ không tham gia về vấn đề con học như thế nào. Mà đó là do tự con sắp xếp việc học. Đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào hết. Nhưng mà khi mình biết cách để huấn luyện nó thì nó sẽ khác. Cái thế thôi chứ không có gì là vậy thì trong mắt của con thì bố và mẹ ai sẽ là người nghiêm khắc với con nhiều hơn? Con nghĩ là ba với mẹ đều là hai người rất nghiêm khắc với con. Con không nhận ra được cái sự khác biệt. Ba thì ba nghiêm khắc về cái vấn đề là kỷ luật của con. Còn mẹ là cái vấn đề học của con. Mẹ rất là lo lắng. Anh em bắt tay anh cái vậy nè. Em rất ngưỡng mộ cái cách mà anh hướng dẫn và anh dạy một cái cậu bé mà thông minh nha, em gọi là thông minh nha. Nhưng mà em nghĩ là anh nên thả một lỏng một tí xíu. Anh với chị nới nhẹ một tí để cho bé có một cái không gian. Tại vì em thấy là bé khá là say mê và đúng rồi. Em cảm nhận được là ở trong lòng xuất bé có rất bé là nhiều điều bé muốn nói. Dạ và ngày hôm nay tới với chương trình, cô Lan cũng để cho con thì được nói cho con thỏa thoải con mái. Con thỏa mái coi là con phải xả cái năng lượng đó ra đi thì mỗi gia đình sẽ có cái khác nhau đúng không ạ? Bên đây công chúa thì mình cũng không thể nào mà mình phải cho bé vô những cái khuôn khổ như vậy đúng không ạ? Với lại thời gian bố cũng tin tưởng bố giao cho mẹ. Vậy thì Trâm Anh ơi, bố có bao giờ nấu ăn cho con chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Vậy thì món nào mà bố nấu cho con? Dạ nhiều món. Nhiều món lắm, con có thể kể tên một số món mà con cảm thấy ngon nhất cho cô Lan nghe được không? Cháo gà nè. Cháo gà, quá dữ. Còn món gì nữa? Mì. Spaghetti. Mì. Dạ còn một số món khác nữa. Một số món khác nữa. Dạ, không biết là trong số những cái món mà bố nấu cho bé thì bé thích ăn nhất là món gì ạ? À, Trâm Anh nó thích ăn cái gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm, hầu như các bé đều thích gà. À, vậy thì Trâm Anh ơi, bố và mẹ ai nấu ngon hơn? Dạ cả hai. Cả hai luôn. Cả hai nấu ngon. Vậy thường bố với mẹ ai sẽ là người cho con tiền tiêu vặt? Dạ cả hai luôn. Cả hai luôn. Vậy là nếu mà thường là bố sẽ cho con bao nhiêu tiền để tiêu vặt? Dạ 20. 20 ngàn, còn mẹ cho con bao nhiêu? Dạ 10. 10 ngàn. Vậy là mình có để dành không con? Dạ, hồi lớp 2 á, thì á, mỗi buổi sáng con sẽ mua ít lại. Kiểu như là mỗi buổi sáng con sẽ mua khoảng là 5 ngàn. Rồi buổi chiều con lại ra ngoài canteen con mua thêm 5 ngàn nữa. Mà nếu vài ngày á, con thấy cái gì ngon hơn á, thì con sẽ mua khoảng chừng là 3 ngàn. Thì con vẫn còn dư 2 ngàn thì con có thể đem về. Có nghĩa là tiết kiệm nữa đó cô. Phân chia rất rõ ràng. Vậy là bây giờ cái quỹ của mình cũng khá lớn rồi phải không con? Dạ. Con nghĩ là bố sẽ biết nhiều sở thích của con không? Dạ biết. Vậy thì màu mà bé Trâm Anh thích là màu gì ạ?
Màu hồng em. À màu hồng à, vậy thì màu mà bé ghét nhất à? Màu đen. Phải không con? Không, trả lời cho đúng nha. Màu đen cái dịnh dịnh con cái nè. Phải không? Phải không? Phải không? Giống mông cùng quá. Hiểu ý nhau không? Trời ạ. Dễ thương quá. Nhưng mà ngày hôm nay tới đây thì từ nãy giờ khi mà hỏi thăm các bố cũng rất rất là nhiều, thì em cũng đã hiểu một tí xíu về cuộc sống của mình. Mà một hồi nữa muốn biết là hai bố con có thật sự hiểu nhau hay không, thì chúng ta phải đến với vòng 2 khi mà tham gia một số câu hỏi của chương trình thì mới thực sự biết là bố sẽ hiểu bé đến mức nào. Và không để quý vị khán giả phải chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút quý vị nhé. Tuyền và bé Trâm Anh sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, bao gồm câu hỏi chữ và câu hỏi hình. Ở câu hỏi hình thì bố sẽ là người vẽ, sau đó Trâm Anh sẽ nhìn hình và Trâm Anh sẽ đoán xem đó là gì. Và ở câu hỏi chữ thì em sẽ đọc những câu hỏi, hai bố con sẽ cùng trả lời với nhau. Nếu như mà trả lời chung góp ý với nhau, ở mỗi câu hỏi sẽ có được 1 điểm và 5 câu hỏi sẽ tương đương là 5 điểm. Chúc cho hai bố con may mắn nha. Đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Rồi, xin mời. Về chỗ. Cố lên. Bố Tuyền nghĩ là hôm nay 5 câu bố Tuyền sẽ trả lời được đúng mấy câu ạ? Chắc được 4 câu. 4 câu là cũng nhiều. nhiều nha. Tiêu chí đặt ra. Không, em thì em nghĩ vậy nè. Tại vì bố là bố làm bên xây dựng thi công đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Thì mấy cái này là phải chính xác bố ạ. Chúng ta không thể ước lượng được đúng không ạ? Giống như là anh ví dụ như nhà 10 tầng, giờ tôi đưa anh nhà 10 tầng, không chắc tôi xây tầm khoảng 9 tầng thôi. 9 tầng đúng không bố? Dùng chính xác luôn nè, mà chơi số chính xác đi bố. 5 câu. 5 câu. 5 câu luôn. Đó, quá hay. Bố cũng nói 5 câu rồi đó. Giờ con làm sao nè? Tao không biết. Con không biết hả? Con có cái niềm tin vô bố mình không? Dạ có. Dạ có. Rồi, cố gắng lên nha. Câu đầu tiên thì không biết là bố và bé sẽ chọn chữ hay hình nè. Cho Trâm Anh chọn nha. Dạ con chọn hình. Hình rồi. Đập cho Phúc nha. Sau khi coi hình xong, anh Tuyền phải vẽ lại cái hình đó và dơ bảng lên để cho bé Trâm Anh đoán. Và câu hỏi hình đầu tiên dành cho bố Tuyền và bé Trâm Anh có nội dung như sau. Đây là trò chơi gì của Việt Nam mình? Trò chơi gì? Và kể cả trên thế giới cũng có một số nước chơi trò chơi này ạ. À, bố ơi, không biết là trò chơi này bé đã được chơi chưa ạ? Cô Lan hỏi bé được chơi chưa? Được chơi rồi. Được chơi rồi cô Lan. Được chơi rồi. Rồi. Chơi ở trong trường à hay là ở đâu ạ bố? Ở trong trường em. À ở trong trường. Để rất nhanh nha. Dạ. 3, 2, 1, vô bảng. Dạ kéo co. Con nhìn kỹ nè, con bố rẻ thấp như vậy thôi. Rồi, con nhìn kỹ nha. Có 4 người, 2 người bên này, 2 người bên kia. Và có một cái cây hay một cái dây gì ở giữa này. Đó là trò chơi gì? Đây là trò chơi kéo co. Con có thay đổi đáp án con không? Con có chắc chắn không? Con chắc chắn không? Con chắc chắn không? Đó là trò chơi con nói lớn lên. Kéo co. Chính xác, chúc mừng con. Wow. Rồi, yeah, hai bố con yeah. Vậy là hai bố con đã có được 1 điểm rồi. Cho cô Lan hỏi là con đã từng chơi trò này trong trường rồi đúng không? Dạ. Vậy thì mình thắng hay thua con? Dạ, con đợi của con thắng. Mà lúc đó con kéo ở vị trí nào? Vị trí đầu hay là vị trí cuối? Dạ đầu. Vị trí đầu luôn. Có nghĩa là con ở vị trí tiền đạo đúng không? Đúng rồi. Tiền đạo khá quan trọng trong kéo co. Nhìn ta mỏng manh, áo hồng vậy thôi đừng giỡn nha. Kéo co ta đứng vị trí đầu. Và với vị trí đầu giúp cho đội mình thắng. Con và bố đã có được 1 điểm. Xuất sắc. Câu thứ hai không biết là hai bố con muốn hình hay chữ à? Dạ, hình tiếp. Hình tiếp. Mình có 3 câu hình và 2 câu chữ nha. Bố vẽ là trong tầm tay bố ha. Cái này vô rồi, vô nghề bố rồi. Câu hỏi thứ hai về hình dành cho bố Tuyền và bé Trâm Anh có nội dung như sau. Đây là con gì? À con gì? Mà nó không còn sống nữa nha cô nha. Nó không còn sống nữa. Đây là con gì? Một món ăn luôn đó. Ở cái phần này hầu như là khi mà những bố vẽ đẹp thì nằm trong tầm tay của bố vẽ rất nhanh. Còn có những bố không có phải là vẽ đẹp đó, không thuộc sở trường của mình, thì vẽ một đằng con hay đoán một nẻo lắm. Cô Lan đang tự tin luôn đó. Em đang khen anh luôn á. Khi em không khen bố vẽ rất đẹp, em khen xong bố vẽ ra một con khác luôn. À thật ra đó là chiêu trò của em đấy ạ. Anh đã bị cô Lan hại rồi. Trời ơi thiệt luôn. Bố Tuyền ơi, em là đang nâng bố lên luôn á. 3, 2, 1. Nhưng mà hy vọng là hiểu. Dạ bé hiểu à. Thấp đặt thấp. Dạ anh dạ cỡ này đó. Ủa cái con gì con?
Con gì vậy trời? Con nhìn cái con đó đó, con nghĩ nó là có phải là cái máu con thích không? Cô Lan sẽ có một cái gợi ý cho con. Trên tay cô Lan có ba ngón. Một là gà chiên nước mắm. Đúng. Hai là gà luộc. Đúng. Ba là cháo gà. Đúng. Con chọn một trong ba. Cho con chọn. Bố lo vẽ con này, bố quên vẽ là luộc hay chiên hay là làm gì rồi. Giờ luộc, chiên hay là cháo? Chắc luộc quá cô. Nó lớn lên con là gà luộc. Thay đổi không? Không. Chúc mừng con. Trời ơi trời, cô Lan nhìn con gà. Tại sao bố không chịu khó, bố vẽ cái dĩa đi. Anh quên, anh chỉ nhớ là con gà thôi chứ. Mà con này là con gà nè. Gà. Trời. Rồi câu tiếp theo hình hay chữ ạ? Dạ chữ. Chữ. Cô Lan. Rồi. Câu này là hai bố con phải tập trung nè, để coi hiểu nhau nhiều nè. Công việc mà bố hay làm phụ mẹ ở nhà là gì? Ghi ra đi ạ, ghi ra. Công việc bố ở hay nhà phụ bố mẹ. Hay phụ mẹ không con? Bố Tuyền hay phụ mẹ ở nhà? Rồi. Ghi ra, ghi ra. Con thấy là ở nhà bố hay phụ mẹ làm công việc gì? Con viết ra đây. Không được nói nha. Không được nói nha. Chắc chưa? 3 2 1 giơ bảng. Một bên là nấu ăn, một bên là dọn dẹp. Thường dọn dẹp đó sẽ bao gồm rất nhiều công việc. Đúng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, bé tinh tế là bé phòng hờ đó. Phòng hờ bố có viết cái gì nha, thôi dọn dẹp vô. Nhưng mà hai đứa này hơi khác, con dọn dẹp nó thuộc về phương diện sạch sẽ, còn đây nấu ăn là phương diện là mình thưởng thức, đúng không? Bây giờ còn chữ, một câu chữ, một câu hình, đúng không ạ? Con chọn hình hay chữ nè? Con chọn chữ. Chọn chữ, rồi. Cô Lan. Cho em hỏi là bé ở nhà nó có thích ăn rau không ạ? Ừ, cũng có em. Có thích ăn rau. Vậy thì loại rau mà bé hay ăn, em cho câu đó cho nó rộng hơn, hay ăn và thích đi, là rau gì ạ? Mời bố và bé cùng biết. Loại rau mà bé loại ăn rau thích mà ăn bé hay ăn và là thích đó. Có nghĩa là ở nhà mẹ sẽ thường hay nấu canh rau khá là nhiều, rau củ quả đúng không? Đó. Xong rồi. Xong rồi đó, nay ta là xong rồi đó. Dạ rồi. 3 2 1 giơ bảng. Xà lách hay là cà chua trộn, có ghi hai món. Ở chúng. Bố đã có sự rút kinh nghiệm. Thực ra thì đúng là thường xà lách thì cũng hay là với cà chua trộn rồi này nọ đó. Cô Lan rất là có lời khen cho con. Tại vì á, thường các bé tới đây là có nhiều bé rất là ít khi ăn rau. Đúng rồi, không dạ, thích ăn rồi. Rau. Không biết, có nghĩa là nhiều khi bé không thích ăn, chủ yếu cũng ăn gà, những cái đồ khá là nóng. Nhưng mà ở con thì cô Lan thấy là mình có cái thói quen ăn rau vậy cũng rất là tốt. Và ráng giữ cái thói quen này nha con nha. Dạ. Bởi vì ăn rau nhiều thì rất là tốt cho sức khỏe và cho da đẹp nữa, nhất là ăn gái. Và câu này chính xác là hai bố con đã có thêm được một điểm nữa, đó là 3 điểm. Rồi câu hình cuối cùng. Câu hình rồi. Cuối cùng dành cho bố Tuyền và bé Trâm Anh có nội dung như sau. Đây là hoa gì? Hoa. Nói cái là biết liền, không nói. Con biết được hoa gì, con kể cho cô Lan nghe đi. Dạ, hoa hồng, hoa nhài. Hoa nhài. Hoa lan. Hoa cúc. Mình nhớ có hoa nào mà ví dụ như là bố hay tặng cho mẹ không? Bố có nhà có hay tặng hoa cho mai. Mẹ không? Bố tặng hoa mai cho mẹ hả? Dạ. Wow. Tặng lần một cây hả con hay sao? Dạ, nhiều khi Tết á, bố sẽ tặng cho mẹ cây mai. Cây hoa mai luôn. Một năm là một lần. Có khi thẳng cây hoa mai luôn đúng. Có khi là ba có thể là tặng bông hồng cho mẹ. À có bông hồng nữa. Đó rồi. 3 2 1 giơ bảng. Hoa gì đây? Ôm tim luôn, ôm tim. Hoa này thì cô Lan có gửi cho con là không phải hoa hồng nha. Một cái mùa đẹp nhất trong năm. Mùa đây là các bé đều thích. Hoa mai. Hoa gì con? Tự tin lên, nói lớn lên. Con nói lớn lên. 2 3. Hoa mai. Hoa mai đi, chính xác chưa? Hoa mai đi. Còn hơi dễ thương quá. Nhưng mà từ nãy giờ trả lời 4 câu hỏi đặt ra đúng tiêu chí mà bố đề ra. Tính ra là không sai một viên gạch nào luôn. Rất hay đúng. Hay quá, và xin chúc mừng cho gia đình của bố Tuyền và bé Trâm Anh. Thì hai bố con cũng đã dành cho mình được 4 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó là bố Đại và bé Đạt ạ. Xin mời. Thưa quý vị,
bố Tuyên và bé Trâm Anh đã có được 4 điểm. Không biết là bố Đại và bé Đạt là hy vọng là mình sẽ được bao nhiêu điểm trong 5 câu ạ? Tuyệt đối 5 điểm. Tuyệt đối 5 điểm. Tuyệt đối 5 quá dữ. Gia đình này quá gắt. Quá gắt. Nói gì đó thì em cũng hy vọng là cũng chúc cho gia đình mình sẽ có thể hoàn thành được đúng hết 5 câu của chương trình. Con đã sẵn sàng tâm lý chưa? Dạ con luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Bây giờ thì không biết là hai bố con sẽ chọn câu hỏi chữ hay câu hỏi hình nè? Con nghĩ là sẽ chọn chữ. Chọn chữ trước đúng không? Còn hình là sau đúng không? Đúng rồi. Rồi. Và bây giờ câu hỏi của chúng ta là: giữa Đà Nẵng và Hà Nội thì bé sẽ muốn đi đến đâu? Rất nhanh, bé ghi rất nhanh. Con đi Đà Nẵng bao giờ chưa? Dạ rồi. 3 2 1 giơ bảng. Hà Nội. Ở Hà Nội có điểm gì mà con lại thích? Dạ thì có 3 điểm chính mà con yêu thích. Một là ở đó có bảo tàng Hồ Chí Minh. Thứ hai, con rất là thích những người ở Hà Nội. Cái thứ ba là về vấn đề ẩm thực. Rất là hay nha. Chúc mừng con với câu hỏi đầu tiên đúng này. Hai bố con đã ghi được 1 điểm. Yeah yeah yeah. Yeah. Rồi câu hỏi thứ hai, hai bố con muốn chữ hay hình nè? Dạ chữ rồi thì con muốn chữ nữa. Chữ nữa. Câu hỏi tiếp theo, con muốn được bố hay mẹ dạy học ở nhà? Dạ ghi ra đi. Bố hay mẹ dạy học ở nhà. Đơn giản. 3 2 1 giơ bảng. Đơn giản với con nhưng khó khăn với bố. Ủa cái gì vậy? Bố ghi cái gì vậy? Bố trả lời là mẹ. Ok. Dạ. No, cái này thì là cái này là vì sở thích của con cho nên là cô Lan xin được phép hỏi bố ạ. Bố ạ. Tại sao bố lại nghĩ là mẹ ạ? Thường thường ấm mẹ sẽ chỉ nó dịu dàng hơn bố. Dạ. Yeah. À, thì nghĩ là chắc là mẹ chỉ nó phù hợp hơn. Bố dạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc chắn là hình rồi. Đúng bởi rồi. Vì cô chỉ có hai câu hỏi chữ thôi. Bây giờ xin mời chú Phúc ạ. Câu hỏi hình tiếp theo dành cho bố Đại và bé Đạt có nội dung như sau. Đây là trò chơi gì? Rất là dễ vẽ. Rồi. Dạ. Con có được chơi nhiều trò chơi dân gian chưa? Con được chơi vài trò thôi chứ. Con có thể kể ra cho cô Lan nghe được không? Nhảy dây. Nhảy dây. Kéo co. Kéo co. Nhảy ô. Nhảy ô. Cá sấu lên bờ. Cá sấu lên bờ. Hết rồi. Được nha, bố vẽ cũng có thể đoán được đó. Tạm tạm. Đây là trò chơi dân gian gì? 3, 2, 1, giơ bảng. Con không có thấy gì hết. Đây thôi, cái này để em hỗ trợ cho bé đi ạ. Em sẽ hỗ trợ cho bé. Nhờ câu hỏi này thì bố sẽ chú ý đến vấn đề mắt của đúng bé rồi. Hơn nha. Con nghĩ là con vâng ạ. Nhiều khi là mình tham gia chương trình là mình mới biết được bé. Hôm nay là bố sẽ hiểu anh bé cho hơn. Cho bé khám nha. Tại vì bé đã không thấy, như vậy là đây mắt bé có vấn đề. Nhìn đó. Như vậy là con thấy rõ không? Cô Lan nghĩ đây là một cái trò rất quen đó. Bịt mắt bắt dê. Và đáp án cuối cùng của con là bịt mắt bắt dê, đúng không ạ? Chính xác. Yeah. Bây giờ tiếp tục câu hỏi hình tiếp theo dành cho bố Đại và bé Đạt có nội dung như sau. Đây là món ăn gì đã được chế biến rồi, cô Lan ạ? À, rất ngon. Khá đẹp nha, bố vẽ này là khá đẹp đó. 3 2 1 giơ bảng. Món ăn sở trường của con đó. Anh phải đi cắt kính nha, anh đo mắt cho bé. Dạ. Đây là món ăn gì? Món ăn gì đã được chế biến rồi ạ? Đây. Vậy là gà rán rồi. Dễ quá. Và đáp án cuối cùng của con đó là món gà rán. Chính xác. Chứ mừng con. Gà rán ngon quá. Vậy là xin chúc mừng cho hai bố con lại thêm một đáp án đúng nữa. Là được 3 điểm. 3 điểm. Còn câu cuối cùng. Câu cuối cùng thôi, hình dành cho bố Đại và bé Đạt có nội dung như sau. Đây là loài hoa nào? Hoa nào? Gì? Chết rồi ba, không có màu thì làm sao mà biết được hoa gì mới được. Nhưng mà con biết được một số loại hoa nào, con có thể kể ra không? Biết đâu đó nằm trong cái hoa đó thì sao? Hoa mai, hoa cúc. Hoa mai, hoa cúc. Đào. Hoa mai, hoa cúc, hoa đào. Hoa tulip. Tulip. Hoa, con nghĩ là con cái kiến thức về hoa của không con được nhiều, hạn hẹp lắm. Về hoa bé không biết nhiều lắm. Cố lên bộ. Cố lên bộ. Cố lên bộ. 3, 2, 1, đây là hoa gì? Ủa? Nhờ cô Lan giúp lần nữa nè. Cô Lan có đoán được không? Anh thấy bố vẽ là cũng... Em thấy là rất là dễ đoán. Mọc ở những cái xứ sở lạnh nha con. Hoa này là xứ sở lạnh nè. Hoa này là ở nước mình có luôn mà. Có, nhưng mà những cái vùng lạnh.
Hoa này chắc chắn ở ngoài Hà Nội rất nhiều. Hoa vào mùa xuân. Nếu như trong Nam chúng ta có hoa mai đúng không? Thì ở ngoài Hà Nội sẽ có hoa gì? Mùa xuân con. Vào dịp Tết. Hoa đào. Đáp án cuối cùng của con là hoa tulip. Vậy nãy cô mới gửi cho con rồi mà sao hoa vậy? Hoa đào, hoa đào thôi. Con hết hồn. Con không trả lời hoa hồn gì. Hoa đào đi. Đạt nghe chú nói nè, chú đã gợi ý vào mùa xuân. Và chú nói là ở trong Nam là hoa mai thì làm sao ở ngoài Bắc là hoa tulip? Người ta cho được thời điểm là vào mùa xuân. Thì mình phải nghĩ ngay. Tới mùa xuân ở ngoài Bắc là sẽ là hoa đào. Chính xác. Dữ à, quá mừng. Đạt hiểu không? Mừng, hoa những mừng. Cái chi tiết mình phải nhớ và mình không bỏ qua. Dạ. Yeah. Và cô Lan nghĩ là nếu như sau này có dịp bố đưa con ra Hà Nội chơi, chắc chắn là bố sẽ đưa bé vào dịp Tết để bé có thể thấy được hoa đào, đúng không? Sau này con sẽ nhớ nhiều hơn. Và xin chúc mừng cho bố Đại và bé Đạt đã hoàn thành xuất sắc 5 câu hỏi và đạt được 4 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Bữa ăn yêu thương. Lúc này thì bố Tuyền, bố Đại, bé Đạt và bé Trâm Anh đang cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và hiện tại trên tay của cô Lan đang có một cái hộp quà. Wow. Hồi nãy bé hỏi cô, cái này quà là của gia đình con đem về cho mẹ được không cô? Mới thấy quà là hỏi vậy, có nghĩa là cũng là một fan nịnh mẹ đó. Thương mẹ đó. Vậy em nghĩ ở nhà đây là một người phải nói là quyền lực. Một người phụ nữ mà khiến cho bố và cả con lên sóng là phải nịnh như vậy. Dạ. Vẫn rất là dữ. À, thực ra đây không phải là cái món quà đâu. Trong cái hộp này á, sẽ có rất là nhiều lá phiếu và trong đây sẽ có rất là nhiều món ăn. Bây giờ hai đứa con sẽ cùng quánh tù xì với nhau, xem là bạn nào thắng thì sẽ được. Thì không, con không được ngạc nhiên vì cái gương mặt của bạn nữ, bởi vì bạn đang đói bụng. Cho nên là hai đứa con sẽ cùng bóc cái lá phiếu ở trong đây. Bạn nào thắng thì mới được bóc nha. Bóc ra món gì, bố các con sẽ phải nấu món đó. Bây giờ mình quánh tù xì. Quánh tù xì ra cái gì, ra cái này. Thấy chưa, vẫn thắng. Thấy không? Thắng đàng hoàng. Ai thắng? Bạn nữ thắng. Thì đó, anh thấy chưa? Đi đâu rồi cũng về nóc nhà thôi. Bóc thăm con. Thật ra con tính ra cái búa. Thôi. À, là con nhường trong cái phần chơi đúng không? Thôi thôi, thắng là thắng rồi. Đọc rồi. Lớn lên con. Con đọc lớn lên nha, chăm anh nha. Vậy là thịt kho trứng cút. Thịt kho trứng cút. À. Cái này nha, mà kiểu thịt mềm mềm ha. Để lửa riu riu xong cho trứng cút vô. Cơm trắng ăn. Nóng hỏi, thật sự đây là một cái món mà MC cũng rất là thích. Dạ, và em không biết là ở nhà, em hỏi không bố Đại trước, mình nấu ăn nhiều không bố? Có, anh cũng hay nấu. Dạ, mà đúng nấu rồi. Không ngon thì cũng nấu được. Dạ không, thường em thấy thiệt, nếu như mà là mình ở quê, mình là ở Nghệ An không ạ? Xứ Nghệ nấu ăn rất đậm đà. Em cũng có bạn là ở xứ Nghệ nấu ăn rất ngon à. Còn bên gia đình xây dựng của mình thì như thế nào anh hả? Tiền. Nấu ăn hả? Anh nấu cũng được. Cũng được à em. Vậy thì em chúc cho hai bố sẽ nấu thật là ngon, bởi vì cái người thưởng thức chính là hai đứa con bé bỏng đáng yêu của hai bố đây. Bây giờ em xin mời hai bố bước rồi, về khu vực bếp của mình ạ. Bây giờ hai bố đã sẵn sàng cho phần nấu ăn của mình chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Hai bố sẽ có 30 phút để thực hiện phần nấu món ăn thịt kho trứng cút. Và hy vọng là hai bố sẽ nấu thật là ngon nhé. 30 phút bắt đầu. Thank you.
Thưa quý vị, như vậy là hai bố đã nấu xong. Bây giờ thì hai giám khảo nhí của chúng tôi đã vào bàn để thử món ăn và chấm điểm cho các bố. Ngon quá cô Lan ơi. Quá hấp dẫn luôn, bên nào cũng ngon cả. Em ngửi lên thấy cái mùi thơm rồi đó. Bây giờ hai con sẽ được lần lượt mình thưởng thức từng cái dĩa là thịt kho trứng cút. Các con cảm thấy bên nào mà nó hợp khẩu vị các con hơn, các con cho 2 điểm. Bên nào không hợp khẩu vị bằng mình cho 1 điểm. Và bây giờ không để các con phải đợi lâu nữa. Các con muốn thử bên nào trước nè? Một bên, từng bên trước. Cho con quan sát một tí thì con thấy bên đây có vẻ nước sốt nó đậm hơn. Bên đây nước sốt có vẻ đậm hơn. Thôi bây giờ mình thử bên đây con gái ha. Cho con một miếng cơm nè. Con ăn cơm nhiều hay cơm ít? Ít thôi. Mình thử mà. Ít thôi. Cho con một quả trứng cút nè. Chú Phúc cũng thích ăn trứng cút lắm luôn á. Để mình thử miếng nước ha, cái nước sốt nè. Đậm đà đây. Rồi, mời hoàng tử thử nha. Ăn từ từ nè. Ăn nhẹ nhàng nha. Rồi, đúng rồi. Giỏi mình cắn lắm. Một miếng trứng, cắn miếng thịt. Có cái tình cảm, tình yêu của bố mình trong đó đó. Bố mình đã bỏ tất cả mọi công việc để nấu ăn cho mình ăn trong ngày hôm nay. Ăn từ từ con, từ từ. Cắn miếng, đúng rồi, nhai nhẹ nhàng. Rồi, có cái khăn giấy cho chú Phúc lau miệng cho con cho nó đẹp nha. Bị khô quá, con muốn chan thêm nước rồi. Rồi cứ nhai từ từ đi, nhai xong rồi là rồi. Cái con sẽ thử, vẫn ăn hết tiếp hả? Từ từ, ta đang ăn ngon mà dành cái chén người ta. Thấy ngon quá rồi, cái tưởng chút là xíu nữa. Ăn xong rồi. Em có xin ở ngoài đó một dĩa rồi. Rồi, miếng nước xong mình lấy lại vị ha. Rồi, cậu miếng nước để con để xong thôi, mình này. Mình chờ mình ăn cái phần mình nhớ ăn cái vị nha. Mình thưởng thức cho không nói mà nha. Nhớ đây, cái vị. Ở đây còn có chén. Chăm anh với lại Đạt là nhớ cái vị trong đầu luôn. Coi là cái nó ngon hay không. Có ăn thịt không? Mà mình cứ công tâm đi, ngon là mình nói ngon, mà không ngon mình nói không ngon. Bây giờ xin phép thử bên đây ạ. Bên đây nha. Để xích ở đây cho cô Lan lấy luôn nè. Wow, còn nóng luôn á cô Lan. Nóng hỏi mà, wow. Hai bố mới nấu xong mà. Nóng quá. Ở đây nhà hàng là lúc nào cũng phục vụ tụi con số 1 hết. Cho con một quả trứng nè. Cái thịt thì sẽ cho con một ít như vậy. Thật ra khi mà em nhìn hai cái dĩa thịt này á, nó không khác nhau lắm. Không nha. Có rất bên khác. Kia bố cắt nhỏ, bên đây bố để nguyên em cục. Em sẽ đoán được là của bố nào luôn. Con khát nước à? Sao có vấn đề gì? Đúng không? Cái mỹ rất lầy quá. Cái vị bên đây kỳ quá hả? Là vị bên đây hơi kỳ hả? Không hợp với con đúng không? Không sao. Rồi. Trả lại không sao cả con. Không sao, mình trải nghiệm mà, mình có thử bố đâu mà. Phải đầu bếp đâu, cho nên có bố nấu thế nào cũng được. Và cái đó là cái tình cảm của các không bố phải. Nấu cho mình. Một hồi nữa, lật bản ra, mình mới bất ngờ. Chê đúng không? Hơi chê kỳ quá, cuối cùng mình chê em bố mình. Em thấy cái dĩa bên đây bị chê nè, mà không biết là của bố nào nha. Cái nước bên đây nó rất ngọt. Nước bên đây ngọt hơn. Bên đây nó không ngọt bằng bên đây. Bây giờ tới cái phần là mình sẽ cho điểm. Bây giờ mời cô công chúa Trâm Anh đúng không nè? Rồi, con cho bên nào 2 điểm, bên nào 1 điểm? Bên đây 2 điểm. Bên đây 2 điểm. Bên đây 1 điểm. Điểm. Rồi, còn con? Con nghĩ bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Rồi, bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm luôn. Là cái điểm nó cao nhất đúng không? Dạ, rất rõ ràng anh ạ. Em với anh đoán được không? Anh dám chơi đoán với em không? Anh chưa ăn thử, anh không có đoán được. Em không cần ăn, em nhìn hình là đoán em có không? Thể đoán được bên nào luôn. Nếu như mà em sai thì em thề sau này không bao giờ em đoán nữa. Dạ. Trong Nam như miền Bắc á, miền Bắc á khi ăn cắt thịt á, lúc nào người ta cắt cái thịt nó cũng sẽ nhỏ hơn. Còn trong Nam của mình thịt nó sẽ rất là cục, rất là to. Thì em đoán thử, nếu sai thì chương trình thương em cắt giùm mà. Em nghĩ bên đây là của bố Đại. Bố Đại. Đúng không? Và bên đây là của bố Tuyền. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Bởi vì ở ngoài Bắc thì người ta ăn thịt kho cắt rất là nhỏ. Đúng không? Dạ. Nhưng anh lại ngược lại, cái này là ngọt đúng không con? Đúng ngọt rồi. Thì có thể là miền Nam hay ăn ngọt. Dạ anh không biết. Ở cái cách người ta kho là kho riu rất ngọt luôn. Cái cách kho nhưng mà anh biết sao không? Nhìn như vậy nhưng mà cái nước riu nó rất là đậm đà. Rồi. Bắt đầu lật bảng nè. Bây giờ mình sẽ lật bảng nha, lật cô Lan nha. Để coi là có thực sự đúng không nè. Rung quá. 3 2 1 Em đoán đúng. Thấy hay không? Đây là bố Tuyền. Đây là cái dĩa mà con nói cái vị kỳ kỳ đó con. Kỳ là bố con nè. Chua con đó. Hả? Quá. Chua quá hả? Đợi bố lên em sẽ hỏi cái món này bố dắt chanh vô hay gì mà chua quá nè. Rồi, mời các bố trở lại sân khấu đi ạ. Xin rồi, mời hai bố ạ.
như vậy là các bố đã hoàn thành xong 3 phần thi của mình cùng với hai con. Và chúc mừng các bố đã vượt qua các phần thi hôm nay rất là xuất sắc luôn. Và khi đến đây chơi chắc chắn là phải có quà đem về rồi. Chương trình không có gì ngoài quà. Đầu tiên là hai chú gấu rất dễ thương mà các con đang ôm trên tay. Đó là một phần quà mà chương trình tặng cho các con luôn. Và thứ hai đó chính là cũng xin chúc mừng gia đình của bố Đại với phần nấu ăn hợp khẩu vị của hai bé một tí. Chúng ta cao điểm hơn, ta có được giải thưởng nắp chữ đồng của chương trình ạ. Chưa hết. Hôm nay hai bố và các bé sẽ có quà về cho mẹ nữa. Dạ. Đó là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da NOL đến từ Hàn Quốc, 95% từ thiên nhiên. Dạ. Đây tặng cho bố Tuyền ạ. Rồi, có quà cho mẹ. Cứ thế này về nhà là mẹ cứ thích thôi. Dạ vẫn chưa hết, chưa hết. Hai bố sẽ có thêm hai cái voucher, mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng từ nhãn hàng ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos. Dạ, tặng cho bố Tuyền. Dạ. Bố Đại, trời ơi, đối với quà tặng. Và không biết cảm xúc của các bố và các bé hôm nay như thế nào. Đầu tiên em xin mời bố Tuyền. Bố Tuyền ạ. Rất là vui khi được đến với chương trình. Được nguyên một đội ngũ chương trình rất là nhiệt tình. Yeah. Và anh xin chúc cho tất cả các anh em cũng như là khán giả xem chương trình được nhiều sức khỏe trong một buổi, có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn bố. Còn em không biết bố Đại thì như thế nào ạ? Cảm ơn chương trình đưa chúng ta đến với nhau, nó vui, còn một ngày thật là tuyệt vời. Biết đâu chúng ta lại có một cái vụ đầu tư chung với nhau đúng không ạ? Như hai bố đã từng nói. Dạ, và em cũng thay mặt cho chương trình, em cũng xin chúc cho hai gia đình của mình sẽ có thật thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho hai bé sẽ là mau ăn chóng lớn, vâng lời cha mẹ. Và sẽ học giỏi nha hai con nha. Dạ. Cảm ơn hai gia đình hôm nay đã đến với Bố Là Tất Cả. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình nha. 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Bố Là Tất Cả kỳ sau. Xin chào. Xin chào.